Hệ sao đôi và đa sao. Thiên văn học, tập 34. Chúng ta có một ngôi sao trong hệ mặt trời. Đó chính là mặt trời. Chắc chắn rằng trong hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh, mặt trăng, tiểu hành tinh và sao chổi quét qua khi nó di chuyển trong không gian. Nhưng không có ngôi sao nào khác nữa là một phần của gia đình chúng ta mặt trời là ngôi sao đơn độc dựa vào đó bạn có thể cho rằng giống như mặt trời các ngôi sao cũng đơn lẻ nếu nhìn bằng mắt thường thì chắc chắn thấy vậy nhưng khi bạn hướng kính viễn vọng lên bầu trời bạn thấy rằng điều này là không đúng rất nhiều ngôi sao du hành trong vũ trụ cùng với những người bạn đồng hành và đôi khi nhiều hơn là một ngôi sao với rất nhiều ngôi sao trên bầu trời một số ngôi sao xuất hiện gần nhau chỉ do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mặc dù thực tế trong không gian, chúng thực sự cách nhau rất xa. Chúng ta gọi đây là những sao đôi quan học. Vào thế kỷ 18, các nhà thiên văn học bắt đầu nhận ra rằng nhiều ngôi sao xuất hiện gần nhau thực sự quay quanh nhau về mặt vật lý. Chúng ta gọi đây là những ngôi sao kép, binary stars, để phân biệt chúng với những ngôi sao đôi ngẫu nhiên ở gần nhau. Mặc dù những con số còn chưa chắc chắn, nhưng từ một phần ba đến một nửa của tất cả các ngôi sao trên bầu trời là một phần của hệ sao kép hoặc hệ đa sao. Một trong những hệ thống sao kép có thể nhìn thấy bằng mắt thường và đã được biết đến trong hàng nghìn năm qua. Bạn có thể đã tự mình nhìn thấy nó. Ngôi sao đánh dấu đường gấp khúc trên tay cầm của chồng sao bắt đổ thực sự là hai ngôi sao. Một ngôi sao được gọi là Misa và một ngôi sao mở hơn được gọi là Alcor Chúng gần nhau đến mức bạn cần có thị lực tốt để tách chúng ra Và chúng thực sự được sử dụng như một bài kiểm tra mắt trong thời cổ đại Các ngôi sao kép gần như chắc chắn hình thành cùng nhau, gần nhau Trong đám mây khí là vườn ươm sao ban đầu của chúng Thay vì tích tụ hình thành một khối duy nhất và tạo thành một ngôi sao Giống như mặt trời của chúng ta thì sao kép có hai khối dày đặc như vậy và cả hai khối này đều thu thập vật chất riêng cho đến khi chúng trở thành những ngôi sao thực sự. Có rất nhiều loại sao kép khác nhau. Nếu hai ngôi sao có thể được nhìn thấy riêng biệt khi sử dụng kính thiên văn, chúng được gọi là visual binary, sao kép trực quan. Đây là một dạng phân loại mềm, phụ thuộc vào khả năng phân giải hình ảnh của kính thiên văn. Những loại sao này khá phổ biến ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm sirius hay sao thiên lang là một sao kém trực quan đó là một ngôi sao xanh sáng có khối lượng gấp đôi mặt trời được quay quanh bởi một ngôi sao lùn trắng nhỏ hơn mờ hơn nhiều điều này thật buồn cười như tôi đã đề cập trong một tập trước đó sao lùn trắng có thể rất nóng và tràn đầy năng lượng đồng thời phát ra ánh sáng với năng lượng cao hơn nhiều so với các ngôi sao bình thường khi bạn quan sát Sirius bằng kính thiên văn tia X, sao lùn trắng sáng hơn rất nhiều so với ngôi sao còn lại. Sao kép trực quan rất quan trọng, bởi vì nếu bạn quan sát chúng đủ lâu, bạn có thể nhìn thấy quỹ đạo chuyển động của chúng. Nếu chúng ta có thể đo khoảng cách của chúng từ trái đất, thì hình dạng và kích thước thực tế của quỹ đạo của chúng có thể được xác định. Và khi đó, sử dụng toán học và tính chất vật lý về định luật hấp dẫn Điều này có thể giúp ích để tìm khối lượng của các ngôi sao. Cách duy nhất chúng ta biết để có được các phép đo chính xác về khối lượng sao là khi chúng ở dạng sao kém. Và một khi chúng ta biết khối lượng của các ngôi sao, như chúng ta đã thấy trong tập 26, chúng ta có thể tìm hiểu mọi thứ khác về chúng, chẳng hạn như kích thước chúng lớn như thế nào, chúng tỏa sáng như thế nào, và thậm chí là tuổi thọ của chúng. Không quá lời khi nói rằng, việc quan sát các ngôi sao kém đã mở ra lĩnh vực khoa học mới về chim tinh học, ứng dụng vật lý vào thiên văn học. Và điều đó dẫn chúng ta đến việc hiểu biết thêm mọi thứ chúng ta làm về vũ trụ ngày nay, khá hữu ích. Tuy nhiên, không phải tất cả sao kép đều là sao kép trực quan. Một số ngôi sao quay quanh quỹ đạo gần nhau đến mức chúng ta không thể tách chúng ra ngay cả bằng kính thiên văn lớn nhất của mình. Vậy làm cách nào để biết chúng là sao kép. Dùng quang phổ Khi hai ngôi sao quay quanh nhau, theo thời gian, một ngôi sao sẽ dường như đang hướng về phía chúng ta, trong khi các ngôi sao khác quay vòng ra xa và ngược lại khi chúng đổi hướng. Mặc dù chúng ta có thể không nhìn thấy chuyển động đó trực tiếp, nhưng nếu chúng ta chụp quang phổ bước sóng ánh sáng của chúng, chia nó thành các màu riêng lẻ, chúng ta có thể thấy sự thay đổi Doppler trong quang phổ của chúng trên tuyến đi vòng quanh đầy thú vị của chúng. Một ngôi sao có sự dịch chuyển màu đỏ khi nó di chuyển ra xa, và ngôi sao còn lại có sự dịch chuyển màu xanh lam khi nó di chuyển về phía chúng ta. Những loại sao này được gọi là Spectroscopic Binaries, sao kép quang phổ. Bạn còn nhớ Misa và Alcor, những ngôi sao dùng để thử nghiệm mắt của chồng sao bắt đầu. Tôi đã nói chúng là một hệ thống sao kép nhưng điều đó chưa thực sự chính xác. Thậm chí trong một kính thiên văn nhỏ, bạn có thể thấy rằng Mizar thực sự là một sao kép trực quan, nhưng hóa ra cả hai ngôi sao tạo nên Mizar cũng thực sự là các sao kép quang phổ. Mizar là một sao kép, thậm chí Alcor cũng là một sao kép quang phổ. Vì Mizar và Alcor quay quanh nhau, nên hóa ra chúng tạo nên một hệ sáu sao sáu ngôi sao đều liên kết hấp dẫn trọng lực với nhau rõ ràng các ngôi sao này có thể nằm trong các nhóm đa sao hơn là các nhóm sao kép có các hệ ba sao hệ bốn sao và hơn thế nữa polaris sao bắc cực thật ra là một hệ năm sao bao gồm năm ngôi sao có thể có rất nhiều ngôi sao được sinh ra trong hệ đa sao tuy nhiên khá khó để có được một hệ sao ổn định như vậy nếu quỹ đạo không đúng một số ngôi sao sẽ có xu hướng bị đẩy ra khỏi hệ những gì chúng ta thấy ngày hôm nay một cách tình cờ là những thứ đã trở nên ổn định ngay cả khi sau đó chúng có thể không ổn định về lâu dài câu hỏi lúc này là mặt trời có được sinh ra trong một hệ đa sao không chúng ta thực sự không biết được điều đó chắc chắn là có thể và một cách để tìm hiểu là tìm kiếm những ngôi sao có thành phần vật chất giống với mặt trời. Nhưng mặt trời đã được sinh ra từ hàng tỷ năm trước. 4,5 tỷ năm là một khoảng thời gian dài và đối với tất cả những gì chúng ta biết, chúng có thể cách chúng ta 50.000 năm ánh sáng và hoàn toàn vô hình đối với chúng ta. Nếu có những người anh chị em đã mất tích từ lâu với mặt trời ngoài kia, chúng có thể vẫn bị lạc cũng giống như các hành tinh quay quanh mặt trời, quỹ đạo của sao kép có thể ngắn hoặc rất dài. Một số ngôi sao cách nhau hàng chục hoặc hàng trăm tỷ km, có thể mất hàng thế kỷ để quay quanh nhau, trong khi một số ngôi sao gần đến mức có thể chỉ mất vài ngày. Một ngôi sao kép kỳ lạ nhất mà tôi biết được gọi là 4U 1820-30. Nó bao gồm một ngôi sao trồng và một ngôi sao lùn trắng. Lực hấp dẫn của chúng rất mạnh và chúng ở gần nhau đến mức chúng quay quanh nhau chỉ trong 685 giây, tương đương 11,4 phút. Giống như các ngoại hành tinh khác, quỹ đạo của sao kép nghiêng theo nhiều hướng đối với đường ngắm của chúng ta từ trái đất. Nhưng một số trong chúng hơi đặc biệt. Chúng ta thấy quỹ đạo của chúng gần như thẳng hàng. Đối với những ngôi sao kép này, mỗi quỹ đạo chúng ta sẽ nhìn thấy ngôi sao này đi qua phía trước ngôi sao kia, chặn nó khỏi tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta gọi đây là các eclipsing binaries, sao kép che khuất. Các sao kép che khuất này rất thú vị, bởi vì khi một ngôi sao chặn một ngôi sao khác, toàn bộ ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy từ hệ thống sẽ giảm xuống, giống như trong nhật thực khi mặt trăng chặn mặt trời. Trong suốt một quỹ đạo, chúng ta thấy hai vết lõm như vậy. Đầu tiên là khi ngôi sao thứ nhất chặn ngôi sao thứ hai và nửa quỹ đạo sau đó, khi ngôi sao thứ hai đi qua phía trước ngôi sao đầu tiên. Nếu hai ngôi sao giống nhau thì hai vết lõm trông rất giống nhau. Nếu một ngôi sao sáng hơn nhiều so với ngôi sao kia thì hai vết lõm trông rất khác nhau. Ngôi sao sáng hơn chiếm ưu thế toàn bộ ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy. Vì vậy, khi ngôi sao mờ hơn đi sau ngôi sao sáng hơn ánh sáng hầu như không giảm chút nào. Nhưng khi ngôi sao mờ hơn đó, chẳng ngôi sao sáng hơn, chúng ta thấy một vùng ánh sáng bị lõm lớn hơn. Bằng cách kiểm tra cẩn thận kích thước và hình dạng của các vết lõm theo cách này, rất nhiều thông tin thú vị có thể được thu thập từ hệ thống, bao gồm kích thước, khối lượng, tốc độ quay, nhiệt độ của các ngôi sao, kích thước và hình dạng của quỹ đạo và thậm chí là khoảng cách đến hệ sao một số ngôi sao giống như con người thích gần gũi nhau chúng đến gần nhau đến mức trở thành contact binaries sao kép tiếp xúc nghĩa đen là hai ngôi sao chạm vào nhau đây là những vật thể rất lạ các ngôi sao có thể bị kéo dài ra thành hình giọt nước do lực thủy triều tác động lẫn nhau nếu chúng ở rất gần nhau chúng sẽ hợp nhất giống hình hạt đậu phòng giống như hai ngôi sao nằm chung trong một cái kén Điều này có thể làm cho mọi thứ trở nên thật sự kỳ lạ đối với chúng. Hãy tưởng tượng hai ngôi sao sinh ra cùng một lúc, có lẽ cách nhau vài triệu km, quay quanh nhau một cách chặt chẽ. Một ngôi sao có khối lượng gấp 5 lần mặt trời, vì vậy nó là một ngôi sao nóng màu xanh lam. Và ngôi sao còn lại chỉ bằng một nửa, vì vậy nó là một ngôi sao lùn đỏ. Sao lùn đỏ không làm được gì nhiều, nó chỉ từ từ hợp nhất hydro thành heli phát sáng yếu ớt tuy nhiên ngôi sao lớn hơn tổng hợp nhiên liệu hạt nhân của nó một cách nhanh chóng và trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ nó thổi bay vật chất và mất đi khối lượng vì lực hấp dẫn của các ngôi sao phụ thuộc vào khối lượng của chúng nên khi ngôi sao lớn mất đi khối lượng các quỹ đạo sẽ hơi gần một chút trở nên hình elip nhưng khi ngôi sao lớn phình lên nó lớn đến mức cả hai trở thành một sao kép tiếp xúc rất nhiều vật thể rời khỏi ngôi sao có khối lượng lớn hơn đổ vào sao lùn đỏ ngôi sao nhỏ này bắt đầu phát triển cuối cùng ngôi sao lớn mất phần lớn khối lượng và trở thành một ngôi sao lùn trắng trong khi những gì được sử dụng để làm ngôi sao nhỏ hơn kia phát triển và bây giờ có thể nặng hơn ngôi sao kia nó hơi giống như robin hood lấy của người giàu và chia cho người nghèo nếu anh ta quá nhiệt tình thì người nghèo trở nên giàu có, trong khi người giàu trở nên nghèo khó. Khi chúng ta nhìn vào hệ thống sao kép đó, chúng ta thấy một ngôi sao luồn trắng rõ ràng là tiến hóa hơn một ngôi sao có khối lượng lớn, trái ngược với những gì chúng ta mong đợi. Đây được gọi là nghịch lý Algon. Theo tên ngôi sao kép tiếp xúc Algon ở Perseus cho thấy hiệu ứng này chuyển giao khối lượng giữa hai ngôi sao có thể mang lại kết quả ấn tượng hơn hãy tưởng tượng cùng một hệ thống này vài tỷ năm sau ngôi sao khối lượng lớn đã mất đi các lớp bên ngoài và là một sao lùn trắng dày đặc ngôi sao kia cuối cùng cạn kiệt nhiên liệu hydro và phồng lên thành một ngôi sao khổng lồ màu đỏ vật liệu này sau đó chảy lên sao lùn trắng sao lùn trắng có lực hấp dẫn mạnh một cách phi thường nếu hydro chảy lên bề mặt của nó đủ nhiều, trọng lực có thể ép nó mạnh đến mức nó hợp nhất thành heli Nếu tốc độ dòng chảy ở mức thích hợp, nó sẽ dồn lên sao lùn trắng và sau đó trải qua quá trình hợp nhất trong một tia chớp khổng lồ, bùng phát thành một vụ nổ lớn. Một số vụ nổ này có thể cực kỳ mạnh, sáng hơn mặt trời hàng chục nghìn lần. Khi điều này xảy ra, một ngôi sao trước đây vô hình có thể đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Những điều này đã được nhìn thấy trong lịch sử và được gọi là vậy, nghĩa là ngôi sao mới. Vụ nổ có thể thổi bay dòng vật chất rơi ra từ ngôi sao khác, nhưng khi mọi thứ lắng xuống sau vài tuần hoặc vài tháng, dòng vật chất có thể rơi trở lại sao lùn trắng và toàn bộ chu kỳ lặp lại. Chúng được gọi là sao mới lặp lại. Nếu dòng vật chất chậm hơn vật chất có thể tan chảy ổn định, không bao giờ dùng nén lên nhau đủ mạnh, vì vậy nó không bao giờ nổ. Tuy nhiên, khối lượng của sao lùn trắng vẫn tăng lên. Nếu nó đạt đến khối lượng khoảng 1,4 lần mặt trời, nó sẽ bị lực hấp dẫn của chính nó nén lại đến mức nhiệt độ của nó tăng vọt lên. Nó nóng đến mức bắt đầu phản ứng tổng hợp carbon. Và đó là một vấn đề lớn. Trong một ngôi sao bình thường, nó sẽ chỉ nở ra do tất cả năng lượng bổ sung được tạo ra. Nhưng một ngôi sao lùn trắng thì không thể. Nó được điều khiển bởi áp suất suy biến electron. Năng lượng bổ sung chỉ làm hợp nhất nhiều carbon hơn và những gì bạn nhận được là một sự kiện nhiệt hạch. Tất cả carbon khắp nơi bên trong của sao lùn trắng đều hợp nhất tất cả một lần. Về cơ bản, một khối lượng lớn carbon sẽ ngay lập tức hợp nhất giải phóng tất cả năng lượng đó cùng một lúc. Nó giống như đốt cháy một nhà máy sản xuất thuốc nổ. Ngôi sao nổ tung, bạn nhận được một siêu tân tinh. Và đó là một quá trình hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã thấy khi một ngôi sao khối lượng lớn phát nổ. Nhưng tình cờ là nó giải phóng cùng một lượng năng lượng. Nước mắt của ngôi sao biến thành hơi và sáng đến mức có thể nhìn thấy theo nghĩa đen trên hầu hết các chặng đường trên khắp vũ trụ. Ồ, oh, điều này khiến chúng thực sự rất rất quan trọng. Bạn sẽ biết được tại sao nó lại rất quan trọng trong một tập khác ở tương lai. Hôm nay bạn đã học, sao đôi là những ngôi sao dường như ở gần nhau trên bầu trời, nhưng nếu chúng liên kết với nhau về trọng lực thì chúng ta gọi chúng là sao kép. Nhiều ngôi sao thực sự là một phần của hệ sao kép hoặc hệ đa sao. Nếu chúng đủ gần nhau, chúng thực sự có thể chạm vào nhau, hợp nhất thành một ngôi sao hình hạt đậu phộng. Trong một số sao kép gần nhau, vật chất có thể chảy từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, thay đổi cái cách mà nó già đi. Nếu một ngôi sao là sao lùn trắng, điều này có thể gây ra các vụ nổ định kỳ, và thậm chí có thể dẫn đến thổi bay toàn bộ ngôi sao. Chúng tôi hy vọng bạn thích video này. Hãy dành chút thời gian nhấn thích, đăng ký, và để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận xin cảm ơn